Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Nội dung chuyên mục hôm nay gồm có phóng sự điều tra, tan hoang rừng sinh thái Bản Đôn. Tiếp đến là một vấn đề bạn quan tâm với phóng sự tai nạn giao thông gây chết người cần được quan tâm điều tra để tránh bỏ lọt tội phạm. Phần cuối là mục trả lời đơn thư và thông tin hộp thư truyền hình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, hơn 1.300 hecta rừng sinh thái Bản Đôn ở xã Krông-na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên bị lâm tặc khai thác lâm sản trái phép. Khu rừng sinh thái này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Đắk Lắk quản lý, bảo vệ và kết hợp với kinh doanh du lịch vào năm 2005. Sau một thời gian dài hoạt động, đầu tư hàng trăm tỷ đồng để kinh doanh dịch vụ du lịch không hiệu quả, đến năm 2013, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Đắk Lắk bàn giao lại công trình du lịch và toàn bộ diện tích rừng sinh thái này cho công ty cổ phần thương mại và du lịch Bản Đôn để tiếp tục kinh doanh du lịch. Do kinh doanh không có hiệu quả nên khu du lịch này đã ngừng hoạt động từ nhiều tháng nay. Cũng từ đó, nhiều cây gỗ quý trong khu rừng sinh thái đã bị lâm tặc đốn hạ. Dọc theo con đường nát đá phục vụ khách du lịch đạp xe tham quan rừng sinh thái, có hàng chục cây gỗ cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ. Phần thân đã bị lấy đi, còn lại cành ngọn nằm chỏng chơ chắn ngang đường. Đi sâu vào trong rừng sinh thái theo những lối mòn thì rừng bị chặt phá còn tan hoang và nghiêm trọng hơn. Ước tính có đến cả trăm cây gỗ đã bị lâm tặc chặt phá khai thác gỗ lậu. Có những cây gỗ đường kính lên đến 1,3 mét mới bị lâm tặc cắt hạ, lá còn tươi, ở gốc nhựa ứa ra đỏ quánh. Những cây gỗ bị lâm tặc đốn hạ thuộc nhóm quý hiếm, gỗ có giá trị cao trên thị trường như giãn hương, cam xe, cà chít, gáo vàng, v.v. Người dân địa phương cho biết, trước đây lâm tặc khai thác ở trên đồi cao, đỉnh khu du lịch sinh thái. Còn bây giờ, chúng chặt phá ở mọi nơi, tận diệt cả những cây non, đào cả gốc những cây cổ thụ đã khai thác trước đó. Hình thức vận chuyển gỗ thì bằng xe cày hoặc xe máy độ chế để đưa gỗ về nơi tập kết đưa đi tiêu thụ. Cây này là cây cam xe, đường kính là 80 phân, bị lâm tặc đốn hạ cách đây khoảng chừng 3-4 ngày. Nhựa và mũ cây tươi vẫn chảy ra còn tươi. Vì sao rừng sinh thái ở khu du lịch Bản Đôn lại bị tàn phá như vậy? Ông Mithong Kham Nia Cờ Đâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Na, huyện Buôn Đôn cũng rất bức xúc vì rừng đã có chủ nhưng lâm tặc ra vào khai thác gỗ như chốn không người. Hiện nay thì theo như tinh thần canh kiểm tra cụ thể thấy là những cái cây gỗ lớn từ 60 trở lên chặt phá hết rồi. Theo tôi đề nghị chính quyền địa phương ấy đứng về góc độ về công ty cổ phần này cũng phải có trách nhiệm một phần, phải có trách nhiệm rất lớn mà nhà nước đã giao như thế rồi. Có rất nhiều những lớn phải là chủ rừng rồi, là phải vừa bảo vệ vừa xây dựng và vừa sinh tồn để mà trồng rừng tiếp, để mà làm cái du lịch sinh thái tiếp tục. Và thứ hai là nếu mà không làm được thì thôi cái công ty cổ phần trả lại cho tỉnh ấy. Thống kê chưa đầy đủ của xã Krông Na cho thấy từ năm 2013 đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ 13 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó vào tháng 6 năm 2013, lực lượng liên ngành đã phát hiện một bãi tập kết gỗ lậu ngay tại bìa rừng sinh thái, thu giữ 10 mét khối gỗ tròn gồm các loại gỗ, chiêu liêu, cẩm, cam xe, cà chít, v.v. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định có 221 cây rừng bị triệt hạ, trong đó có 138 cây đã bị lâm tặc lấy đi phần gỗ, thu giữ hơn 47 mét khối gỗ các loại. Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, về hành vi khai thác trái phép lâm sản. Vấn đề đặt ra là rừng sinh thái Bản Đôn bị tàn phá tan hoang, ai chịu trách nhiệm? Ông Dương Văn Xanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk khẳng định rừng bị mất, trách nhiệm chính thuộc về chủ rừng. Rừng và đất rừng này thì đã được cơ quan có thẩm quyền giao cho công ty quản lý và khai thác du lịch. Thì chắc chắn một điều để xảy ra tình trạng mất rừng thì chắc chắn là doanh nghiệp đầu tư và khai thác du lịch được nhà nước cho thuê thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ đầu năm 2014 đến nay, công ty cổ phần thương mại du lịch Bản Đôn làm ăn eo uột, bảo vệ và nhân viên thiếu việc làm, không có lương. Phần lớn đã bỏ việc, nay cả công ty chỉ còn hơn chục người. Trong đó, chỉ có một bảo vệ làm nhiệm vụ bảo vệ tài sản và bảo vệ rừng.
Do chỉ có một bảo vệ nên kẻ gian đã đột nhập trộm cắp tài sản. Bảo vệ tài sản của mình đã đầu tư còn chưa xong thì nói gì đến quản lý bảo vệ rừng. Cũng chính vì thế mà rừng sinh thái Ban Đôn dường như vô chủ, mặc cho lâm tặc tàn phá. Điều mà nhân dân đang mong đợi là các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk sớm vào cuộc, xử lý quyết liệt để cứu lấy hơn 1.000 hecta rừng sinh thái này. Thưa quý vị và các bạn, bà Nguyễn Thị Thực và ông Ngô Văn Bé cùng ở thôn 5, xã Vụ Bổn, huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk có đơn phản ánh về vụ tai nạn giao thông tại thôn 5, xã Vụ Bổn, huyện Krông Bách, Đắk Lắk, dẫn đến con gái bà Thu bị chết và con trai ông Bé bị thương nặng. Mặc dù vụ tai nạn đã xảy ra hơn 2 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 9 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2013 tại thôn 5, xã Vụ Bổn, huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk, giữa xe ô tô mang biển số 47K9076 với xe đạp đi cùng chiều. Hậu quả làm cháu Đỗ Thị Thu, con bà Nguyễn Thị Thực chết tại chỗ và cháu Ngô Xuân Trường, con trai ông Ngô Văn Bé bị thương, tổn hại sức khỏe 28%. Hai chị em cháu đi đằng trước rồi vào bên đường bên phải rồi sau có ô tô vượt lên rồi quật vào chị em cháu rồi ngã. Giờ mình còn nhớ gì được, gì thêm được không? Xong thấy người ta chạy đi thôi ạ. Tôi thấy cái xe nó đi rồi, nó vừa lên xe cháu rồi. Rồi nó đường nó quẹt vào xe bạn cháu rồi. Đấy, rồi cháu dừng lại, cháu đi gọi mẹ bạn rồi. Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Krông Bách đã tiến hành điều tra làm rõ. Thế nhưng trong quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Krông Bách đã không tuân thủ theo các quy định trong việc thu thập chứng cứ, dẫn tới việc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là chưa đúng với các quy định của pháp luật. Người đại diện hợp pháp cho cháu Thu đã mất và cháu Trường đã không chấp thuận với quyết định này. Và điều khiến cho người nhà nạn nhân càng thêm bức xúc vì sau khi tai nạn xảy ra, nạn nhân đã không được lái xe và chủ phương tiện quan tâm động viên. Lúc đấy là vợ cháu em không có gì, người ta chỉ hỗ trợ bồi thường, người ta bảo là đến để mua bộ áo cho cháu thôi, chứ còn lúc đấy thì gia đình vợ chồng em không biết gì cả, đấy chỉ nhờ hàng xóm các bác là cầm giúp, thấy bảo là mua cho cháu bộ áo thôi, chứ còn gia đình vợ chồng em không biết gì, về lúc đấy vợ chồng em không biết gì hết. Vậy cái tâm tư nguyện vọng của gia đình mình bây giờ là như thế nào? Giờ em chỉ cần đấy ở trên mà các bác đi lên khắc phục hậu quả cho vợ chồng em, cho vợ chồng em cho nó công bằng và pháp. Ban đầu thì có chủ xe có hỗ trợ được 5 triệu. Còn sau đó là không hỗ trợ gì mà cũng không thăm hỏi gì nữa. Bên tài xế thì cũng không thăm hỏi được lần nào. Nguyện vọng của gia đình bây giờ cũng nhờ các cấp thì giải quyết cho các cháu là đúng sự thật, đúng pháp luật. Sau khi nhận được thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Krông Bách về việc không khởi tố vụ án hình sự, gia đình của hai nạn nhân đã làm đơn khiếu nại đến thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Krông Bách. Kết quả, cả hai đơn vị này đều trả lời là việc không khởi tố vụ án là có cơ sở. Không đồng ý với kết luận này, bà Nguyễn Thị Thực và ông Ngô Văn Bé đã làm đơn khiếu nại đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tại quyết định số 05 ngày 22 tháng 1 năm 2014 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, sau khi yêu cầu tiến hành xác minh, điều tra làm rõ một số vấn đề để thu thập thêm tài liệu chứng cứ, làm căn cứ cho việc ra quyết định giải quyết đơn khiếu nại cho người khiếu nại đúng quy định của pháp luật. Với kết luận giám định bổ sung số 35 ngày 6 tháng 1 năm 2014 của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận, thương tích để lại trên thi thể nạn nhân Thu bị chết và nạn nhân Trường bị thương là do bánh xe ô tô 47K9067 gây nên. Hậu quả của sự va chạm, tì đè, chèn ép, căng giãn, trượt, tác động lên cơ thể các nạn nhân. Như vậy, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Krông Bách đánh giá nhận định vụ tai nạn trên lái xe không có lỗi để ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Từ nhận định trên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định chấp nhận đơn khiếu nại của người đại diện hợp pháp cho người bị hại. Đồng thời, hủy quyết định giải quyết đơn khiếu nại số 02 ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Krông Bách và yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Krông Bách hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 10 ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Bách, tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở quyết định này, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Krông Bách đã thực hiện theo đúng chỉ đạo của Viện Kiểm sát cấp trên. Sự việc đã và đang được tiếp tục điều tra. Công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân huyện Krông Bách đã họp liên ngành 2 lần để thống nhất quan điểm giải quyết. Sau khi ngày 8 tháng 9 năm 2014,
thể họp liên ngành giữa liên ngành công an, viện kiểm sát, tòa án để thống nhất là với cái chứng cứ mà cơ quan thu thập được mà phản ánh tại cuộc họp đó thì chưa đủ cơ sở để xử lý ông Lê Văn Nam này về cái tội vi phạm về quy định về an toàn giao thông vận tải theo điều 202 Bộ luật Hình sự. Nên đó là viện kiểm sát với tòa án yêu cầu cơ quan ra tiến hành làm rõ một số chi tiết nữa để tổ chức, nếu làm xong rồi báo cáo với liên ngành để tổ chức cuộc họp thống nhất về các quan điểm cái đường lối xử lý của án. Đến nay sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được công văn của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ea Leo trả lời đơn tố cáo của ông Phạm Quang Thái ở số nhà 249 đường Y Quang, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ea Leo đã tiến hành xác minh vụ việc. Ngày 14 tháng 2 năm 2014, Phạm Quang Thái cùng Phạm Quang Thắng đi từ thành phố Buôn Ma Thuột đến chòi dãy của Y Clanie ở Buôn Điết, xã E Son, huyện Ea Leo thì ông Phạm Quang Toàn, bố của Thắng cùng Phạm Quang Định là anh trai của Thái và một số người khác trong gia đình Thái và Thắng đến huyện Ea Leo tìm Thái và Thắng để đưa về nhà. Khi đến huyện Ea Leo, ông Toàn có nhờ anh Nguyễn Hồng Thăng là cán bộ công an huyện Ea Leo dẫn đường. Ông Toàn là thầy giáo cũ của anh Thăng. Đến xã Ea Son nhờ anh Nghĩa là phó trưởng công an xã Ea Son dẫn đường đến chòi dãy của Y Clanie. Gặp Thắng và Thái đang ở đó, ông Toàn đưa Thắng ra xe ô tô, định dùng tay quàng qua cổ của Thái lôi Thái ra xe để về nhà. Định có dùng tay tát hai cái và đấm hai cái vào vùng mặt của Thái làm Thái bị chảy máu mũi. Ông Toàn có dùng tay tát một cái trúng vào mặt của Thái. Sau đó ông Toàn, anh Định và người nhà của Thái và Thắng đã đưa Thái và Thắng về nhà anh Phạm Ngọc Cảnh ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày 17 tháng 2 năm 2014, Phạm Quang Thái đã đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột để khám. Cơ quan công an huyện Ea Leo đã đến bệnh viện để xác minh và sao hồ sơ bệnh án, kết quả không ghi nhận thương tích của Phạm Quang Thái. Đối với nội dung ông Thái tố cáo việc mình bị bắt giữ trái pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ea Leo đã tiến hành xác minh và xác định không có sự việc bắt giữ người trái pháp luật như đơn tố cáo của ông Phạm Quang Thái. Ngày 18 tháng 9 năm 2014, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ea Leo đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc nêu trên. Vậy chúng tôi xin thông tin để ông Phạm Quang Thái được biết. Trả lời đơn của bà Đỗ Thị Yến ở thôn 2 xã Ea Ngai, huyện Krông Búc về việc xâm hại tài sản. Theo nội dung đơn bà trình bày thì bà mua trúng đấu giá tài sản thi hành án một lô đất dãy cà phê. Nhưng từ ngày được cơ quan thi hành án huyện và các cơ quan chức năng tiến hành bàn giao đến nay, bà Nguyễn Thị Dung là chủ cũ của lô đất liên tục xâm hại tài sản và gây rối, đòi đánh và giết. Gia đình bà đã nhiều lần nhờ chính quyền địa phương can thiệp và lập biên bản, nhưng bà Dung vẫn tiếp tục có hành vi xâm hại, đe dọa. Theo quy định của pháp luật thì bà có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản mua trúng đấu giá. Mọi khiếu nại của bà Dung liên quan đến tài sản đã bán đấu giá do cơ quan thi hành án và tòa án xét xử vụ kiện trước đó giải quyết. Hành vi của bà Dung đe dọa gây rối trật tự, ngăn cản bà thực hiện quyền sử dụng đất và tự ý đến hái cà phê là vi phạm pháp luật. Bà có quyền yêu cầu chính quyền địa phương xử phạt hành chính đối với bà Dung. Trường hợp bà Dung tiếp tục phá hoại tài sản hoặc hái cà phê trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt mà tiếp tục vi phạm, bà có quyền đề nghị cơ quan công an huyện Krông Búc khởi tố về hình sự. Ngoài ra, trong đơn bà có nêu là ngày 11 tháng 5 năm 2014, bà thuê em chồng là Đặng Thanh Lương đi phát cỏ. Trong lúc ông Lương đang dùng máy cắt cỏ, bà Dung lao vào dùng dao chém ông Lương bị máy cắt cỏ va quệt, làm bà Dung bị thương. Ông Đặng Thanh Lương bị cơ quan công an huyện Krông Búc bắt tạm giam. Việc ông Lương gây thương tích cho bà Dung tùy theo tình tiết vụ việc cơ quan điều tra xác minh và xử lý đúng pháp luật. Sự việc hiện đang được cơ quan điều tra công an huyện Krông Búc thụ lý. Trong đơn gửi chuyên mục thư truyền hình, bà cũng gửi nhiều nơi, trong đó đã gửi đến cơ quan công an huyện Krông Búc là đúng thẩm quyền. Chúng tôi không tiếp tục chuyển đơn. Đề nghị bà liên hệ cơ quan công an huyện Krông Búc để biết cụ thể việc giải quyết. Chúng tôi xin trả lời đơn của bà Đỗ Thị Yến được biết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Đắk Lắk đã nhận được một số đơn thư của bạn xem truyền hình gửi về cho chuyên mục. Thư của ông Phạm Văn Đông ở xã Ea Ninh, huyện Chư Quynh về việc trợ cấp cho đối tượng được nhận làm con nuôi. Đơn của ông Phạm Trường Nhật ở tổ dân phố 5, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột về việc điều tra vụ án ông bị bắn và đề nghị giám định thương tích. Đơn của ông Lê Đức Hiếu ở thôn 13, xã Vụ Bổn, huyện Krông Bách không đồng ý với các bản án của Tòa án Nhân dân huyện Krông Bách và Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về vụ án ông bị đánh gây thương tích. Đơn của ông Mai Hữu Phát ở thôn Tân Quảng, xã Ea Kênh, huyện Krông Bách về việc tranh chấp đất đai.
đơn của ông Phạm Văn Vững ở phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột về việc đường giao thông xuống cấp. Chúng tôi sẽ xem xét trả lời trong thời gian sớm nhất hoặc chuyển các đơn thư này đến các cơ quan chức năng để trả lời cho quý vị và các bạn. Chương trình hộp thư truyền hình hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.